Hello, chào cô chú anh chị các bạn, quay trở lại kênh mình Heo Vlog. Toàn rồi các bạn, thua. Hôm nay mình xin quay cái video cái trại bò của ông anh mình nuôi không được của chú anh chị các bạn. Lý do là nguồn nước phèn quá, chăn nuôi lỗ chi phí. Thứ hai nữa là phèn quá, cỏ lên không được của chú anh chị các bạn. Đành phải bỏ cuộc của chú anh chị các bạn, nuôi không được. Hai trang trại này là đầu tư cả tỷ bạc của chú anh chị các bạn. Đây đường kinh này cô chú anh chị các bạn, phèn quá, đất của cô chi nông trường tầm tăng của cô chú anh chị các bạn. Đây là trại bò của ông anh mình, trại bò của ông anh mình nuôi xây dựng lên là 1 tỷ ngoài của chú anh chị các bạn. Xây dựng nào là tiền thuê đất mà nuôi không được, bỏ của chạy lấy người đường của chú anh chị các bạn. Nên là xe máy cày vô được nghe cô chú anh chị các bạn, làm lớn lắm, trang trại này làm lớn lắm, xe máy cày vô được nghe cô chú anh chị các bạn, dắt vô xả hai bên, máng đạt chuẩn luôn cô chú anh chị các bạn, nuôi theo dạng vi sinh sinh học á, điểm sinh học của cô chú anh chị các bạn, không có hốt phân, tới 2-3 tháng mới hốt phân lần của chú anh chị các bạn. Này là cái dắt dắt chuồng này của chú anh chị các bạn, cao hơn ở ngoài, ở đây cao hơn ngoài khoảng 2-3 tấc. Còn hệ thống máng nước, máng nước của chú anh chị các bạn, máng nước riêng cho bộ uống, 2 máng, nó đằng kia 1 máng nữa, ăn là ăn khô xong rồi uống nước của chú anh chị các bạn. Trang trại này ông anh của mình bỏ ra ngoài 1 tỷ xây dựng lên, thuê đất hết luôn, giờ cho tao thuê lại để trồng cà na của chú anh chị các bạn, tới giờ thì ra bỏ, đập bỏ để làm lại cái khác, thua thua của chú anh chị các bạn. Hệ thống thoát nước ao rồi đây xả ở đây tự nhiên, không ai la rầy ô nhiễm của chú anh chị các bạn. Còn đó là nhà rôm, để mình qua mình quay cho cô chú anh chị qua xem. Này hồ xử lý nước này cô chú anh chị các bạn, hồ xử lý nước phèn đó, để cấp cho mấy bộ uống của chú anh chị các bạn, đâu phải là đầu tư là yếu đó của chú anh chị các bạn, đầu tư dữ lắm mà chịu không nổi của chú anh chị các bạn. Đất đây phèn quá, vừa trồng mà lên còn không được đó của chú anh chị các bạn, phèn quá. Là thuê này mà 50 hecta của chú anh chị các bạn, thuê 10 năm tiền xây dựng của mình là tự xây, thuê với nông trường lại của chú anh chị các bạn, chị không nổi, bỏ của chạy lấy người của chú chị các bạn, lỗ. Đây nhà rôm, nhà rôm của chú chị các bạn, nhà rôm, xây nhà rôm cũng lớn lắm mà đồ đạc thiết bị là mình đem đi, máy móc mình đem đi chỗ khác mình xây dựng lại của chú chị các bạn. Còn ở đây không có xây dựng được, làm hoành tráng của chú anh chị các bạn, giờ dở hết rồi. Toàn không phải mà mình có đất có tiền đầu tư là thành công đâu cô chú anh chị các bạn, nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm cô chuyện cô chú anh chị các bạn. Tại vì mình chăn nuôi rồi mình còn phải nguồn nước, rồi trồng cỏ được hay không, đất đó trồng cỏ được hay không, yếu tố nhiều lắm cô chú anh chị các bạn. Mặt bằng này thì tương đối rẻ, cũng không đến nỗi là mắc, tại đất đất quan mình bỏ công tìm xây dựng lên năm rẻ của chú anh chị các bạn, 1 năm có 10 mấy triệu rồi, 5-10 mấy triệu mà thuê không nổi, gọng không nổi của chú anh chị các bạn, tại cỏ lên không được, phải mướn đất chỗ khác để nuôi cỏ. Còn cái vùng đất này phèn quá cô chú anh chị các bạn, thấy luôn nước không, vàng chạch luôn, phèn lạnh nó cô chú anh chị các bạn, cỏ mập lên không được, nó rụi không. Còn ba cỏ dại mà lên được thì cỏ này mình nuôi cái mật độ là cả 1000 con bò đâu có đủ đó cô chú anh chị các bạn, không đủ. Một dải chuồng này á, là nuôi khoảng được hai bên luôn nghe cô chú anh chị các bạn, bên đây 250 con, bên kia 250 con, là 500 con, hai chuồng là 1000 con,
đó, mà lắm lúc mà bò vẫn không đủ để vô của chú với bạn, có khi 200-300 400 con, tại nguồn cỏ mình không có, không đủ sức cỏ cho ăn của chú chị các bạn. Giờ ông anh mình đi thuê chỗ khác rồi, nay sang lại cho người ta. Bây giờ đây trồng cà na không à, cũng không được lỗ của chú chị các bạn, không đủ chi phí để mà trụ lại của chú chị các bạn. Đúng không? Điện đài cho cắt hết bỏ hết, tôn này lợp lên giờ là lấy đi, nào lấy đi được lấy, báo với trai lại của chú chị các bạn bỏ. Bên đây là dở tôn chưa dở cây, còn bên đây thì dở cây rồi, bữa hai là tôi dở nữa cô chú chị các bạn. Tạm biệt cô chú chị và các bạn, nếu cô chú chị các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để nhận những video mới của tụi mình nhé. Tạm biệt cô chú chị các bạn. Không phải mình có tiền đầu tư là mình thành công đâu cô chú chị các bạn, nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm cô chú chị các bạn, chuồng trại, con giống và nguồn thức ăn. Nếu mà mình có tiền mình đầu tư trang chuồng trại con giống ok, mà nguồn thức ăn đó địa phương đó nó không đảm bảo được, mình cũng không thành công được cô chú chị các bạn. Hôm nay là mình chia sẻ cái bài học của ông anh mình cho đến cô chú chị các bạn, nếu muốn thành công nó nhiều yếu tố lắm, nó không phải là con giống, có tiền có đất là mình làm được đâu cô chú chị các bạn, nhiều yếu tố lắm. Tạm biệt cô chú chị các bạn nha.